Đầu von ha, thì để đầu von chúng ta chỉ cần mở lên rồi bật đèn lên cho nó dễ thấy, rồi đèn sau cũng có luôn nha. Rồi chúng ta sẽ để dưới auto luôn, chúng ta đưa vô tọa đo luôn, điện bình cũng được. Đây 12,68 volt ha, đây là cái bình của mình. Rồi hoặc là chúng ta muốn đo điện 220 cũng để auto luôn. Đây là một cổ điện 220 thì mình sẽ vẫn để auto để đo luôn ha, không có chỉnh gì hết, vẫn để là auto để chúng ta đo luôn, không cần chỉnh, đưa vô đo. Đây là khoảng 216 này ha, 216 217 volt đây đó. Thì chức năng đo auto chúng ta sẽ đo được điện volt, không cần phải chỉnh ha. Rồi còn về chức năng đo tần số, chúng ta sẽ bấm vô đây, một cái, hai cái, ba cái ha. Chúng ta bấm 3 lần như vậy để chúng ta chỉ có chức năng đo tần số. Có cái chữ hát sát nữa không, hát sát nè, ta đưa lời lại gần vô điện đó, tự động hiện tần số luôn ha, 50 Hz luôn, không cần phải gì hết, không cần phải chỉnh, không phải đo gì hết, cần đưa lại gần thôi là nó tự động nó nhận luôn. Cái dây đề mình để không mình đâu có đo đâu đó, thì đưa lại gần thì tự động nó nhận là 50 Hz luôn ha, đưa đây xa thì sẽ tự động nó mất đi cái số hết của nó đó ha, lại gần sẽ tự động nó phát hiện chúng ta.